Giấc ngủ là yếu tố quan trọng giúp cơ thể phục hồi và duy trì sức khỏe toàn diện. Bên cạnh lối sống và thói quen hàng ngày, chế độ ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng giấc ngủ. Dưới đây là 5 loại quả có màu đỏ không chỉ ngon miệng mà còn giúp bạn dễ dàng có được giấc ngủ sâu và trọn vẹn. 1. Anh đào, cherry Quả anh đào chứa melatonin, một hóc môn giúp điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ của cơ thể uống nước ép anh đào hoặc ăn quả anh đào tươi trước khi đi ngủ có thể giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ và duy trì giấc ngủ sâu suốt đêm. Hay cà chua cung cấp nhiều hóc môn melatonin kích thích cơn buồn buồn ngủ. Bạn có thể ăn cà chua trực tiếp, chế biến sinh tố hoặc trộn với salad, làm nước sốt. Tuy nhiên, cà chua có tính axit nên ưu tiên ăn vào buổi sáng và chiều, hạn chế vào buổi tối dễ dẫn đến trào ngược dạ dày thực quản. 3. Táo đỏ. Táo đỏ là loại quả giàu chất xơ và chứa nhiều vitamin C, giúp cải thiện chức năng thần kinh và giảm căng thẳng. Ngoài ra, táo đỏ còn chứa chất chống oxy hóa giúp bảo vệ não bộ khỏi các tổn thương do gốc tự do, từ đó hỗ trợ giấc ngủ tốt hơn. 4. Quả lựu. Lựu là loại quả giàu chất chống oxy hóa và có tác dụng giảm viêm trong cơ thể. Lựu còn chứa nhiều magie một khoáng chất giúp điều hòa hệ thần kinh và hỗ trợ giấc ngủ. Thêm lũ vào chế độ ăn hàng ngày có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ một cách tự nhiên. 5. Dâu tây. Dâu tây chứa nhiều vitamin C và folate, cả hai đều có tác dụng giảm căng thẳng và hỗ trợ giấc ngủ. Thêm vào đó, dâu tây còn cung cấp melatonin tự nhiên, giúp cơ thể dễ dàng điều chỉnh nhịp sinh học và tạo điều kiện cho giấc ngủ sâu. Bổ sung các loại quả có màu đỏ như anh đào, cà chua Táo đỏ, lựu và vô tây vào chế độ ăn hàng ngày không chỉ giúp bạn nâng cao sức khỏe tổng thể mà còn cải thiện chất lượng giấc ngủ một cách tự nhiên. Hãy thử thêm những loại quả này vào bữa tối hoặc ăn nhẹ trước khi đi ngủ để có giấc ngủ ngon hơn. Chúc ba con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.